Annyeonghaseyo, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại quay lại với kênh của Thời Nhân Fan TV. Nếu như mọi người chưa biết mình là ai thì mình đang là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Tài chính Hồ Chí Minh UIS. Ngoài ra thì mình còn là một travel blogger. Mình còn có một kênh YouTube khác. Mình sẽ để link ở trên này nhé. Bạn có từng bao giờ nghĩ đến việc du học chưa? Rồi bạn có từng đặt ra câu hỏi là mình có nên đi du học hay không? Rồi cái số tiền mình bỏ ra này, rồi công sức và thời gian mình bỏ ra có xứng đáng hay không? Thì hôm nay mình sẽ đưa ra những cái lý do vì sao bạn nên đi du học, và hãy cùng theo dõi đến cuối video để xem thử là những lý do này có phù hợp với bạn không nhé. Đầu tiên, đi du học chính là một phương thức tối ưu nhất để học một ngôn ngữ mới. Khi mà các bạn đi qua một nước đất nước mới và các bạn phải tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày, các bạn phải nhìn này, phải nghe này, phải nói và phải tiếp xúc với những cái người dân bản địa trong những cái cuộc giao tiếp thường ngày, thì nó buộc cho các bạn phải ép mình vào trong một cái bối cảnh, tức là khi đó thì khả năng ngôn ngữ của bạn chưa được tốt lắm, thì các bạn có thể sử dụng những cái ngữ pháp cơ bản này, những cái vốn từ vựng mà các bạn đang có sẵn thì các bạn giao tiếp. Có thể là có những lúc các bạn sẽ phải dùng cả body language chẳng hạn, nhưng mà dần dần thì nó sẽ tạo cho bạn một cái phản xạ, một cái thói quen, thì các bạn dùng cái ngôn ngữ đó thường ngày, nó sẽ giúp cho các bạn phát triển cái ngôn ngữ, tiến bộ rất là nhanh trong một thời gian mà các bạn không thể tưởng tượng nổi. Thứ hai, đi du học sẽ mang đến cho bạn một cái cơ hội để các bạn đi du lịch và tìm hiểu thêm một cái nền văn hóa mới. Các bạn chắc là không biết rằng cái khoảng thời gian mà các bạn du học thì các bạn sẽ có nhiều thời gian vào ngày cuối tuần để các bạn đi khám phá các vùng lân cận, đi du lịch các nước xung quanh, đi khám phá văn hóa. Thì có thể là văn hóa nó chỉ không chỉ phản ánh về ngôn ngữ mà nó là còn về thức ăn này, rồi phong cách sống của mọi người này. Tất cả những gì xung quanh cái cuộc sống của bạn khi mà các bạn đi du học thì nó đều là những cái nét văn hóa, nó sẽ ảnh hưởng đến bạn và bạn sẽ học được những văn hóa đó để phân biệt được rằng là văn hóa đó khác cái gì so với văn hóa của chúng ta, Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Thứ ba, đi du học sẽ giúp các bạn phát triển các kỹ năng cũng như là có những kinh nghiệm mới. Những kỹ năng đó có thể là khi mà các bạn ở nhà thì các bạn được bao bọc bởi bố mẹ, các bạn không làm gì cả, nhưng mà khi mà các bạn đi du học thì các bạn sẽ phải ở hoàn toàn ở trong một cái môi trường mới xa lạ. Khi đó thì các bạn sẽ phải phát huy một cái sự gọi là độc lập, các bạn sẽ phải có những kỹ năng mới để mình gọi là sinh tồn ở trong cái môi trường mới đó. Thì do đó thì nó cũng sẽ nảy sinh ra cho các bạn kinh nghiệm mới, ví dụ như là những cái lần đầu mà các bạn ví dụ như là qua nước ngoài thì các bạn sẽ phải tự nấu ăn chẳng hạn. Đó cũng chính là những cái kinh nghiệm mới, rồi những cái kinh nghiệm về trường lớp này, rồi cái môi trường học tập này, đó cũng là những kinh nghiệm mới cho các bạn khám phá. Thứ tư, nếu các bạn là du học sinh thì bạn bè của các bạn chắc chắn là đến từ năm châu rất là nhiều. Ví dụ như mình sau khi học xong thì bây giờ hiện tại bây giờ thì như mình đi học Hàn Quốc chẳng hạn, thì không chỉ ở Hàn, không chỉ có người Việt Nam mà còn sẽ có người Trung Quốc này, người Mỹ, người Nga, Canada các kiểu vân vân luôn, đúng không? Thì khi đó các bạn sẽ có bạn khắp năm châu, và khi mà các bạn đi du lịch các bạn sẽ gặp lại những người bạn này, liên lạc với những người bạn này, thì họ sẽ là những cái người mà hướng dẫn miễn phí cho các bạn đi du lịch luôn chẳng hạn, đúng không? Thì đây cũng là một cái lợi thế mà khi mà các bạn đi du học thì các bạn sẽ có được bạn bè từ khắp năm châu, từ tất cả các nước, rất là nhiều nước. Thứ năm, du học sẽ giúp cho bạn thoát ra được thói quen học tập của chính mình. Ví dụ như ở Việt Nam thì các bạn sẽ gò bó trong các cái khuôn khổ sách giáo khoa, rồi khi mà thầy cô giáo giảng bài như thế nào thì chúng ta sẽ phải nghe như vậy, đúng không? Nhưng mà khi mà qua nước ngoài thì các bạn sẽ phải tự học nhiều hơn, rồi phải làm việc nhóm nhiều hơn, rồi các cái phương pháp học ở nước ngoài, các thầy cô giáo ở nước ngoài cũng sẽ là có những phương pháp khác so với những thầy cô giáo ở trong nước. Thì khi đó chúng ta sẽ phải tiếp thu với những cái phương pháp dạy đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái phương pháp học riêng để đáp ứng lại cái chương trình. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái thói quen, những phương pháp học mới chúng ta sẽ tự mình khám phá ra trong quá trình học ở nước ngoài nha. Thứ sáu, đi du học sẽ giúp cho bạn tăng khả năng cơ hội việc làm. Thì như các bạn biết là Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa, các nhà đầu tư từ các nước đổ vào rất là nhiều, do đó là cần một cái nguồn nhân lực, những cái người được đào tạo bài bản từ nước ngoài trở về. Do đó thì cái cơ hội khi mà các bạn trở về Việt Nam để các bạn làm việc thì nó sẽ rộng mở hơn, và cái mức lương này cũng như là những cái cơ hội thăng tiến nó cũng là tốt hơn so với những người khác không du học nước ngoài. Tuy nhiên thì mình chỉ nói về vậy thôi, không phải là các bạn đi học nước ngoài về là các bạn sẽ hơn hẳn các bạn trong nước đâu. Cái đó tùy thuộc vào cái khả năng, cái năng lực của các bạn, cái khả năng mà các bạn có chịu khó, các bạn có học hành thực sự hay không. Còn đối với một số bạn mà học trong nước thôi, nhưng mà các bạn thực sự là các bạn có kỹ năng, có khả năng giỏi thì các bạn cũng có những cơ hội rất là lớn, không kém gì các bạn đi học cả. Mình chỉ nói là
du học sẽ mang đến cho bạn những cơ hội nhiều hơn thôi. Còn mọi thứ nó sẽ phụ thuộc vào khả năng của bạn, chính bạn. Thứ bảy, đó là du học sẽ làm gia tăng cái giá trị bằng cấp của các bạn. Thì khi mà các bạn đi du học nước ngoài thì có thể các bạn sẽ học được những cái ngành hoặc là những cái môn học mà không có trong nước. Hoặc là các bạn còn có thể học thêm được ngôn ngữ này. Thì những cái bằng này, những cái chứng chỉ này nó sẽ là những cái bằng quốc tế. Thì nó sẽ làm tăng cái giá trị của các bạn, cái bằng cấp của các bạn. Thì khi mà các bạn về nước, các bạn đi xin việc, các bạn viết vào CV của mình những cái bằng cấp này thì nó sẽ có giá trị hơn. Nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội hơn trong cái việc tìm kiếm công việc trong tương lai. Và thời gian vừa mới chia sẻ 7 lý do vì sao bạn nên đi học nước ngoài. Và trong video này thì thời gian không có nhấn mạnh một nước nào như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ gì cả, mà thầy muốn nói về cho các bạn đi du học nước ngoài thì nó sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều cơ hội trong tương lai. Do đó thì nếu mà những cái lý do này đúng với bạn thì các bạn hãy để lại cho mình những cái comment bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Thầy Nhân Phan TV. Anh nhau.